Xin chào các bác. Ngày hôm nay đồng hồ quang lâm tiếp tục với các bác một mẫu đồng hồ được phân phối chính hãng nữa tại thị trường Việt Nam. Một chiếc uh, Seiko Chronograph. Chiếc này cũng rất đẹp các bác nhé. Đó. Đây là chiếc uh, Seiko Chronograph mà chúng ta ngày hôm nay đi kèm thì các bác sẽ có một quyền sổ bảo hành quốc tế được uh, có tem chống hàng giả và tem uh, chính hãng của cấp phép bởi Bộ Công an. Với những chiếc đồng hồ này đồng hồ Quang Lâm sẽ bảo hành cho các bác 2 năm ở Việt Nam và chúng ta sẽ có 1 năm bảo hành quốc tế bảo hành toàn cầu. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng những chiếc này. Đây là phiên bản được uh, Seiko xuất ra thị trường quốc tế. Và chiếc này của các bác thì sẽ có mã là Seiko SSB407P1 và được đang được bán lẻ tại thị trường Việt Nam khoảng tầm 6 triệu 890 nghìn cho một chiếc hàng mới. Đó, khoảng gần uh, 7 triệu Tình trạng thì đây là một chiếc hàng hoàn toàn mới các bác nhé Và chúng ta sẽ có size mặt đứng kính của bạn này Ở đây là khoảng size 40, 40 mm Đó. Và độ dày ở đây chúng ta sẽ có dày 12,5 Kèm với lắc tô lắc là 48,1 Và size 40 này là chưa tính g và núm các bác nhé Nếu mà các bác đo cả cái núm này nữa thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm 44,5 Với size 40,5 này nó sẽ phù hợp với các bác mà có cổ tay khoảng 15.5 đến 17 Các bác đeo chiếc này sẽ rất đẹp Mặt đâu của chiếc này có một màu xanh lam Đó Với uh, chia làm hai lòng Cái lòng bên trong là màu xanh tím than, màu xanh deep blue Thì màu tím than ở lòng trong chứa logo các cái bộ uh, cọc số và à, các cái bộ kim và ô sắp dial cũng như là lịch. Còn cái lòng bên ngoài của chúng ta thì sẽ có dạng thủng và chúng ta sẽ có màu xanh nhạt hơn một chút. 12 bộ cọc số dạng cọc số index và bộ kim hình lưỡi kiếm, chúng ta sẽ có kim chronograph là màu đỏ, sơn màu đỏ kia. Và trên này nó sẽ có dạ quang ở trên thân kim và cái đầu cái cọc số góc 12 giờ. Còn các ô cọc còn lại thì chỉ vát cạnh sang các bên để tăng độ bắt sáng thôi, không có dạ quang các bạn nha. Đó, trên thân kim và ô một chấm ở trên góc 12 giờ kia. Logo với dòng chữ chronograph và chống nước 13 ở trên góc 12 giờ. Đây là lịch giờ GMT này, ở góc 3 giờ, lịch ngày ở góc 4 giờ với nền đen chữ trắng. Dưới 6 giờ là kim dây hàng ngày của chiếc đồng hồ này và chúng ta sẽ có ô chronograph tính phút ở bên góc 9 giờ kia. Khi kim dây chronograph dài màu đỏ nó chạy thì nó một vòng tương đương với một phút và nó tích vào đây. Tối đa là được 60 phút, ấn một lần nữa là dừng và ấn dưới này là reset về vị trí ban đầu ở vị trí ban đầu thì chỉ có kim dây và kim giờ kim phút chạy thôi còn hai kim chân nô nó sẽ chỉ thẳng góc 12 giờ các bạn nhé bên trong chúng ta sẽ có một chiếc vành benzen đo được vận tốc vận tốc tới trên quãng đường 1000 m kính là kính khoáng cứng các bạn và hai núm chỉnh phía bên đầu chúng ta sẽ có hai núm cho chức năng chân nô một núm chỉnh giờ chính có khía cạnh và không có logo cái núm xoay góc 2 giờ này nó sẽ dài hơn các núm khác một chút các bác nhé. Nhìn thiết kế của chiếc này khá là đẹp. Đó. Cái uh, lắc này nó phần càng này nó sẽ được cả vát chéo một bên, hai bên này. Nhìn nó rất là gọn và khôn cái chiếc đồng hồ. Mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản của chiếc này. Ở đây chúng ta sẽ có chống nước là 13 tương đương với 100 mét nước. đây 100m này hoàn toàn là bằng thép không dỉ này đầy đủ tem xuất xưởng cũng như là tem nhập khẩu chính hãng này mua giá ban phiên bản xuất ra thị trường quốc tế và 8T63 là bộ máy sử dụng trên chiếc đồng này với bộ máy này các bác sẽ có độ trễ khoảng 15 giây mỗi ngày cộng trừ 15 giây mỗi ngày tương đương với nửa giây mỗi tháng à, em xin lỗi là ngược lại các bạn 15 giây mỗi tháng tương đương với nửa giây mỗi ngày và không vỏ là bằng thép không gì dây thép đúc đặc Khóa là khóa gập một bên các bác nhé. Có logo của Seiko. Em sẽ lên tay thử 17 cho các bác. Xem size 40.5 lên 17 nó nhìn này. Cái lắc của chiếc này em rất thích các bạn, Nó vát cạnh sang hai bên như thế này. Nhìn nó rất là khỏe. Cái tay. Và nhìn cái chiếc đồng hồ của chúng ta cảm giác nó rất là... Vuông thành sắc cạnh. Đó. Chống nước 100m và khung vỏ theo không gì chạy bằng pin thường tuổi thọ pin trung bình của chiếc này là khoảng 2 năm và sẽ được bảo hành pin miễn phí trong vòng 2 năm trong thời gian bảo hành các bác nhé thay pin miễn phí và pin xịn uh, chính hãng và hiện tại đồng hồ quan lâm đang có chiếc này với một mức giá tại thời điểm tháng 12 năm 2022 chiếc này là 6 triệu 350 nghìn các bạn 6 triệu 350 nghìn và mã là 4185 các bác nào mà đang tìm quan tâm về yêu thích chiếc này thì các bác có thể truy cập vào website dongquanglam.com ở ô tìm kiếm các bác check giúp em cái mã của chiếc này là 4185 và giá tại thời điểm hiện tại là 6 triệu 350 nghìn hoặc là các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo các cái đầu số là 1900 này 3468 đấy hoặc là 0915 559 883 hoặc 0834 69 6699. và Dong Quang Lam xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.